Chào mừng đến với Quái vật tấn công, phiên bản 13.6 mà tất cả chúng ta đều mong chờ đã chính thức cập bến. Vậy thì hôm nay, hãy điểm qua những thông tin thay đổi thú vị của bản cập nhật siêu hấp dẫn này trước khi đến với những video phân tích chi tiết nhé. Vật phẩm trang trí. Ở phiên bản 13.6 này, chúng ta sẽ có rất nhiều những thứ mới mẻ để sưu tầm và sử dụng cho tất cả người chơi chiêm ngưỡng. Đầu tiên, về vé sự kiện. Tương tự như những lần trước, vé nổi loạn sẽ đem đến vô số những vật phẩm miễn phí chỉ với việc chơi và thu thập XP. Nhưng nếu bạn nâng cấp lên vé Plus, bạn sẽ nhận được toàn bộ những phần thưởng bao gồm linh thú, mảnh sao và sân đấu siêu đẹp của phiên bản này. Ngoài ra còn phải kể đến hộp xấu xa siêu cấp, nơi duy nhất bạn có thể sở hữu sân đấu sử thi mới của quái vật tấn công cùng với chú mèo ác nhân Whisker hiểm họa siêu cấp. Đó là còn chưa kể đến siêu phẩm tí nị Z này nữa đâu nhé. Nhưng tất cả các linh thú và sàn đấu siêu xịn này chúng ta sẽ nói kỹ hơn ở một video khác nhé. Phần thưởng xếp hạng. Đầu tiên là về phần thưởng tiêu chuẩn. Bạn đã bảo vệ thành phố được một nửa mùa giải, và nếu như đạt bậc vàng trở nên trong thời gian này, bạn sẽ nhận được biểu cảm lắc vệ binh tinh tú tí nị đặc biệt để khoe với tất cả mọi người. Phần thưởng cho cặp đôi hoàn hảo. Đối với những người chơi trao đổi tướng và trang bị theo đội, nếu như đạt cấp bậc vàng trở lên trong chế độ cặp đôi hoàn hảo, bạn sẽ nhận được các biểu cảm này để ăn mừng cùng với đồng đội. Phần thưởng cho xúc sắc điên cuồng. Nếu chơi xúc sắc điên cuồng và đạt bậc lục, lam, tím hoặc điên cuồng, bạn sẽ nhận được biểu cảm thủy thần anh hùng để khoa trương. Thay đổi lối chơi. Đầu tiên, thay đổi về hệ tộc. Phiên bản 13.6 có rất nhiều chỉnh sửa về hệ tộc. Các bạn có thể tìm đọc thông tin ở bài viết bản cập nhật 13.6 trước khi có những video phân tích chi tiết nhé. Thay đổi về tướng. Phiên bản 13.6 này, chúng ta cùng chào đón các tướng mới. Bậc 1, Lucian và Pantheon. Bậc 2, Ezreal, Pai và Sivir. Bậc 3, Gunna, Morgana, Sen và Vex. Bậc 4, Achok, Gazen, Zihin, Nico, Twitterfet và Gowick. Bậc 5, Ultimate Ezreal. Và các tướng sẽ rời đi ở phiên bản này bao gồm Galio, Talon, Yumi, Shogat, Senna, Veko, Zoe, Sejuani, Seth, Soraka, Talia, Jack, Zed và Aphelios. Những vị tướng được điều chỉnh. Bậc 1, Ash, gia tăng tỷ lệ sức mạnh công kích cộng thêm và sát thương vật lý cơ bản. Kale, gia tăng sát thương đòn đánh. Luck, kỹ năng của Luck giờ đây sẽ từ ngẫu nhiên chuyển thành mục tiêu hiện tại và năng lượng cũng sẽ được gia tăng. Ở bậc 2, Draven, gia tăng sát thương đòn đánh. Ezreal, gia tăng sát thương kỹ năng. Yasuo, gia tăng năng lượng tối đa. Bậc 3, Kai'Sa, gia tăng năng lượng và tốc độ đánh, giảm sát thương kỹ năng. Sona, giảm sát thương đến từ kỹ năng. Vayne, tăng tốc độ đánh và tỷ lệ sức mạnh công kích. Bậc 4, Belvex, gia tăng năng lượng tối đa. Midfortune, giảm sát thương theo thời gian của bão đạn. Samira, giảm tỷ lệ sức mạnh công kích và sát thương cơ bản. Viego, giảm năng lượng tối đa, cùng với đó là sát thương mục tiêu chính lẫn sát thương diện rộng, nhưng thay vào đó sẽ được tăng tốc độ đánh. Fiddlestick, giảm máu, giáp và kháng phép cơ bản, cùng với đó giảm luôn sát thương kỹ năng. Janna sẽ tiếp tục được điều chỉnh trong phiên bản này. Cô nàng được tăng tốc độ đánh, giáp và kháng phép, cùng với đó là sát thương kỹ năng nhưng sẽ giảm năng lượng. Nunu, tăng sát thương của lăn, lăn nữa, lăn mãi. Điều chỉnh về nâng cấp tướng. Các nâng cấp tướng cũng có rất nhiều những tinh chỉnh tại phiên bản 13.6 này. Một vài thông tin quan trọng mà chúng ta có như sau. Với những nâng cấp tướng được làm lại thì anh em hãy đọc chi tiết ở bài viết phiên bản 13.6 nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về các nâng cấp tướng được chỉnh sửa. Đầu tiên là Gangplank, giảm sát thương cộng thêm đến từ bắn 1 được 2. Kale, giảm tốc độ đánh cộng thêm đến từ thượng nhân cảnh giới. Lulu, giảm sát thương pháp thuật mỗi khi dùng kỹ năng của siêu tăng trưởng. Luck, giảm sát thương tăng thêm đến từ lăng kính hội tụ. Ezreal, giảm sức mạnh pháp thuật và tốc độ đánh mỗi lần tung chiêu của pháp lực gia tăng. Jinx, giảm tốc độ đánh cộng thêm đến từ hưng phấn. Malphite, giảm tỷ lệ giáp đến từ cứng như đá. Vayne, giảm sát thương cộng thêm đến từ nỏ tán xạ. Janna, giảm sức mạnh pháp thuật cộng thêm đến từ siêu bão đổ bộ. Trên đây là sơ lược những thông tin mới và thay đổi quan trọng của phiên bản 13.6 này. Chúng ta sẽ còn có những video phân tích chi tiết hơn về các hệ tộc và tướng cũng như các linh thú và sân đấu. Hy vọng nó sẽ hữu ích với các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.